Rồi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn làm ở cây Linh Sam nha. Thì hôm bữa chủ nhật có đi nhà anh Sự chơi, anh cũng có tặng cho mình một mớ cây cây Linh Sam các bạn. Cây dạng như cây mình cây ương á, nó cao cao vậy nè. Nó thì anh tặng cho mình về nhà tập uống rồi chơi các bạn. Thì hôm nay mình uống cái cây này theo cái dạng cành cành rơi các bạn, cành rủ ha. Thì những cái dạng cây mà nó ốm ốm cao cao vậy á, thì một là mình uống văn nhân, còn hai nữa thì mình uống theo cái dạng rơi rủ rồi thôi chứ còn không có biết làm gì đâu ha. Vẫn vậy các bạn, cây này thì nó cũng nhỏ, nhưng mà mình uống theo cái dạng khó thì mình nên đi hai dây các bạn. Đó, dây mình đang quấn là dây ba ly đó. Thì mình uống cho nó vô dây cho nó nhiều á, thì mình uống nó không có bị gãy cây, với lại nó dễ uống hơn các bạn.